Lần đầu tiên Việt Nam có một khu công nghiệp phủ sóng 5G được cung cấp bởi nhà mạng Viettel. Sáng qua, khu công nghiệp Yên Phong 1 Bắc Ninh đã chính thức được phủ sóng 5G để phục vụ tự động hóa, sản xuất công nghiệp thế hệ mới. Đây được xem là bước đi quan trọng trong việc xây dựng hạ tầng 4.0, thu hút đầu tư nước ngoài, kiến tạo xã hội số như cam kết của Viettel với chính phủ. Hiện tại, mạng 5G của nhà mạng này đã được sử dụng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức và khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh. Tiếp theo sẽ mở rộng phủ sóng thương mại 5G ra toàn quốc.